Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyên về dòng chim khứu. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác cùng toàn thể mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, làm việc thật là hiệu quả và chim cò thì sẽ luôn được căng lửa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác năm em chim khủ bồi lỡ. Năm em này thì tất cả đều đã hót múa cực kỳ mạnh luôn rồi các bác ạ. Chim bên em Tài á thì tất cả chim trống đều phải tận mắt em Tài thấy nó hót chơi lên thì em Tài mới bán nhé. Còn chim mới về á chưa thấy hót gì thì em Tài chưa có bán các bác ạ. Cho nên cái trường hợp dính mãi bên em Tài sẽ không bao giờ có chuẩn trọng 100% cho tất cả các bác luôn nhé. Và tất cả chim bên em Tài á thì đều đã cảm cứng 100% rồi đấy. Em Tài đang cho ăn hàng cảm nhà làm nhé. Em Tài từ tay làm các bác ạ. Một hàng cảm cực kỳ ok luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì em Tài là chuyên về cái dòng chim khứu. Khi mà các bác cho ăn cái sản phẩm cảm của bên em Tài á thì các bác không cần phải cho môi tươi đâu nhé. Tại vì em Tài làm, em Tài đã cho tất cả chất dinh dưỡng đạm đầy đủ hết để cho một chú chim của mình chơi ok hết rồi. Các bác có môi tươi cũng được mà không có cũng ok hết cả rồi đấy. Một hàng cảm cực kỳ ok luôn nhé. Các bác cùng đặt hàng về trải nghiệm nhé. Các bác chỉ cần cho nó ăn mấy ngày thôi là con chim của mình nó sẽ khác hoàn toàn liền đấy. Các bác thử đặt hàng về trải nghiệm một lần là sẽ biết liền nhé. 1 kg là 120.000. Lúc mà các bác lấy từ 2 kg thì em Tài sẽ có hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác luôn nhé. Các bác cùng đặt hàng về trải nghiệm, chỉ cần đặt một gói thôi cũng được. Ở trên Sài Gòn á, thì có rất chí là nhiều địa điểm em Tài đã phân phối cảm về đó rồi đấy. Còn nếu các bác ở xa này kia thì em Tài sẽ có ship toàn quốc luôn. Các bác cùng đặt hàng về để cho những chiến binh của mình ngày càng tốt hơn nhé. Và bây giờ thì em Tài sẽ lên video chim. Em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khứu bạc mã mang mã số 4407. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi các bác ạ. Và chim thì em Tài đã thấy nó hót chơi rất rất tốt luôn rồi đấy. Các bác chỉ cần về chéo lên chỗ yên tĩnh mấy hôm, nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ nổ liền nhé. Con này lúc mà hót thì sẽ có mũ cực kỳ mạnh luôn. Em Tài thấy này, lúc mà treo yên tĩnh á, nó có chơi lên đuôi và sẽ có lên cạnh nhẹ cho tất cả các bạn nữa. Cái video thì em Tài kè chim mãi vào để cho tất cả các bạn nhìn cái thái độ nhé. Nhìn vào cái thái độ của em nó thì các bạn sẽ biết được rằng con này lúc mà căng lên đủ lửa sóng cái lông nữa thì nó sẽ hót mũ như thế nào nhé. Chim thì đang vào mùa thay lông cho nên cái lông lá sẽ chưa được thật hoàn thiện đâu. Và ở trên cái mũi của con này thì có bị chây một chút ít nhé. Các bạn bắt về nuôi một thời gian á thì lông lá nó sẽ đẹp lại hết hoàn toàn 100% nhé. Chúng thì bồ xẻ và không có tật lỗi gì đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bạn cái phí của con này là 1,4 triệu thôi để cho tất cả các bạn về gọt lên chơi, về chăm lông chăm lửa nhé. Con này căng lên đủ lửa thì sẽ có hót mũ rất là tốt đấy. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Chim em Tài báo chuẩn trọng tròn đời cho tất cả các bác luôn nhé. Tiếp theo là một em khứu bạc mã mang mã số 4408. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng 1,5 tháng rồi các bác ạ. Chim là cái dòng chim tớ cho nên là nó không có nhãn đâu nhé. Con này thì tương đối tĩnh lòng rồi, các bác sạch lòng ok hết cả rồi đấy. Về chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh vài hôm, nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ nổ lên nhé. Chim thì đang thay lông cho nên còn một số cọng lông đuôi đang ra lại gần đủ rồi đấy. Hoặc nào bắt con này về chơi thì sẽ không có chế được nhé. Tại vì con này lúc mà hót lên á thì em Tài thấy nó cào mũ cực kỳ tốt luôn rồi. Với lại chim thì con này về rất chỉ là dễ chơi nhé, nó không có nhạt như là những con chim bổi hay gì đâu. Con này thì nó đã tương đối tĩnh lòng rồi đấy. Một chú chim lúc mà hót thì sẽ có mũ rất chỉ là mạnh luôn. Con này mà treo lên chỗ yên tĩnh á, nó chơi cực kỳ tốt luôn rồi các bác ạ. À, về dễ chơi thôi rồi luôn nhé. Bác nào mà muốn dễ chơi thì không nên bỏ qua con này. Con này có hai mã trắng phong, yểm đầm cổ thắt đầu thon, một chú chim
rất chí là đẹp nhé. Bác nào bác thiếu thể liên hệ em tay, chim bồ trúng mà không có thật lỗi gì ở đâu. Em tay giao lưu với tất cả các bác, cái phí của con này là 1 triệu 7 nhé. 1 triệu 7, chim cực kỳ dễ chơi luôn. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em tay liền nhé. Tiếp theo là một em khử mún mang mã số 4409. Con này thì về chỗ em tay được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi. Và chim thì chỉ cần các bác bắt về treo lên chỗ yên tĩnh á, thì tầm khoảng một vài hôm là nó sẽ hót liền đấy. Thậm chí có thể treo lên một chút xíu nó hót luôn cùng lên nhé. Tại vì con này thì em tay thấy nó hót đã chơi cực kỳ tốt luôn rồi. Lúc mà treo lên chỗ yên tĩnh á, vắng vắng á, nó chơi rất chí là đã luôn rồi đấy. Bàn đuôi này, hót mũ xoe, chim em tay xách lông nhẹ nhàng, ok hết rồi nhé. Các bạn thấy không ạ? Xách lông này, xoay lông này, lắc lông này, nó đựng lông cực kỳ rồi nhé. Về mình sẽ rất chí là dễ chơi luôn. Một chú chim lúc mà hót lên á, thì sẽ có mũ bàn đuôi xoe nữa. Chim thì đang vào mùa thay lông, cho nên cái lông lá sẽ chứa được thật hoàn thiện nhé. Các bác bắt về chăm thêm một chút xíu nữa thôi là ok hết rồi đấy. Bác nào mà ứng dòng khử mún mà muốn dễ chơi ấy, thì có thể tham khảo con này nhé. Con này sẽ hot chơi rất là tốt luôn đấy. Con này thì bồ khá và không có tật lỗi gì đâu. Em tay giao lưu với tất cả các bác, cái phí của con này là 1 triệu rưỡi thôi nhé. 1 triệu 500 nghìn để cho tất cả các bác về gọt lên chơi. Đấy là cái mức phí hiện tại thôi. Còn như con này ít hôm nữa nó chơi lên thì cái giá trị nó sẽ khác đấy. Bác nào nhanh tay tuyển con này ấy, thì có thể liên hệ em tài nhé. Tiếp theo là một em khử bạc mã mang mã số 4410. Con này thì về chỗ em tài được tầm khoảng 1 tháng rưỡi rồi đấy. Và lúc mà treo lên chỗ yên tĩnh ấy, thì con này em tài thấy nó hót chơi rất là tốt luôn rồi. Nó hót, nó có mũ đuôi cực kỳ mạnh luôn nhé. Các bác nhìn vào quả đầu con này cực kỳ đẹp luôn. Một chú chim có quả đầu cực kỳ đỉnh nhá, hai tách mã trắng phong lên to bự nè, đầu sắc nét thối rồi luôn. Nhưng cái đầu con này rất là ngầu các bác ạ, ỉm đầm này, đầu to mặt tờn, một chú chim cực kỳ ok để cho tất cả các bác nhà mình về gọt lên chơi nhé. Bác nào mà ứng cái dòng bạc mã thì có thể tham khảo con này nhé. Tại vì con này á, lúc mà treo lên chỗ yên tĩnh á, thì nó cũng đã chơi rất tốt luôn rồi. Về thì ít hôm nó quen nhà quen cửa nó cũng sẽ nổ thôi các bác ạ. Một chú chim lúc mà hót á, thì sẽ có mũ lên đuôi cực kỳ mạnh luôn cho tất cả các bác nhà mình nhé. Chim thì bồ khá và không có tật lỗi gì đâu. Con này em tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí là 1 triệu 7 nhé. 1 triệu 700 nghìn cho em khử bạc mã mang mã số 4410. Bác nào nhanh tay tuyển con này về với đội của mình á, thì có thể liên hệ em tài liền nhé. Và cuối cùng là một em khử bạc mã mang mã số 4411. Con này thì cực kỳ vượt luôn các bác ạ. Nói về chất dòng tóc đồ hay là tổ chất hay là máu mọ hay là nhiều dòng thì không có chế vào đâu được luôn. Con này này, hót hay máu mọ đảo dòng liên tục. Cái chất dòng con này dạ thối rồi luôn nhé. Bác nào ở gần thì có thể ghé xem trực tiếp. Chim thì lúc mà căng lên là mũ bàn cạnh cực kỳ bự luôn. Bàn cạnh rất chí là rồng luôn nhé. Bàn đuôi thì xòe tét đít cho tất cả các bác nữa. Chim thì đang thay lóng nên cũng nhưng mà cũng gần sóng rồi các bác ạ. Các bác nào chơi mà dòng chim VIP Pro này, siêu mỏ này, siêu rồng này thì có thể tham khảo con này nhé. Con này thì treo lên chỗ yên tĩnh là sáng chiều ngày đêm gì là đều quất được hết nhé. Một chú chim solo cũng tốt mà hót đậu cũng rất chí là ok đấy. Các bạn thấy không ạ? Chim là tương đối tĩnh lòng nè. Em tay xách lòng ok hết cả rồi nhé. Các bạn bắt con này về thì sẽ rất chí là dễ chơi luôn. Tại vì nó đã tương đối tĩnh lòng rồi các bác ạ. Xách lòng, xoay lòng, lắc lòng ok hết cả rồi nhé. Chim thì bồ khả và không có tật lỗi gì đâu. Các bạn bắt con này về chơi á, thì sẽ không có chế được nhé. Tại vì lâu lâu mới có một con như vậy đấy. Cái dòng chim mà VIP Pro như vậy thì không có chế được đâu. Bạn nào mà bắt con này về chơi á, thì có thể liên hệ em tay lên nhé. Một chú chim hót mua bàn đuôi xoe tét đít, bàn cạnh ra cực kỳ rồng luôn. Có lúc em tay nó thấy nó ra được tầm khoảng 95% cái bàn cạnh nữa đấy. Con này mà căng lên nữa thì cực kỳ đẳng cấp nhé. Bạn nào bắt con này thì có thể liên hệ em tay liền nhé. Em tay giao lưu với tất cả các bác, cái phí hiện tại của con này là 4 triệu nhé.
4 triệu cho em khử bạc mã, mang mã số 4411. Đấy là cái mức phí hiện tại thôi. Còn con này nuôi thêm một thời gian nữa thì cái giá trị còn cao hơn rất là nhiều luôn. Chim hót mũ bàn mũi xòe tép đít luôn, bàn cảnh giá cực kỳ rộng đại bàng cho tất cả các bác luôn nhé. Bác nào bác thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên được 5 con. Cái phí của từng con thì em đã có báo cụ thể trong từng video rồi. Bác nào ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo số điện thoại trên màn hình giúp em Tài nhé. Số điện thoại là 0974 193 391. Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh, dòng chim khứu của bên em Tài nhé. Bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bác nhé.